Bão số 4 di chuyển nhanh, dự báo chỉ gần 2 ngày nữa, tức là sáng sớm thứ tư sẽ đi vào đất liền Trung Trung Bộ với sức gió mạnh tới cấp 12, cấp 13, tương đương với cơn bão sang sên năm 2006. Vì thế, gió mạnh là mối nguy hiểm hàng đầu của cơn bão này. Vùng cảnh báo gió mạnh rất rộng, từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên và Con Tum Gia Lai đều có gió từ cấp 6, giật từ cấp 9 trở lên. Trong đó thì khu vực Đà Nẵng đến Bình Định sẽ hứng chịu gió mạnh nhất, cảnh báo từ sáng sớm thứ tư, gió ở đây sẽ mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12 cấp 13, vùng gần tâm bão cấp 12 cấp 13, giật cấp 14 cấp 15. Sức gió này gây tốc mái, thậm chí là kéo sập các căn nhà không kiên cố. Thời gian không còn nhiều, quý vị cần khẩn trương gia cố nhà cửa, sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu của chính quyền. Còn về thời tiết hôm nay, Giải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam tiếp tục gây mưa cho khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay. Cục bộ có nơi mưa to từ 20 đến 40 mm và có nơi trên 70 mm. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Trở ra Bắc miền Trung, chiều nay một số thành phố là Huế, Đông Hà, Đồng Hới và Hà Tĩnh có lúc có mưa rông 29 đến 31 độ còn Vinh và Thanh Hóa hoàn toàn nắng giáo 32 độ ở miền Bắc sau buổi sáng mát mẻ trưa chiều nay trời nắng mạnh và nóng lên nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố phổ biến từ 30 đến 33 độ trên biển do ảnh hưởng của bão huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8 cấp 9 sau tăng lên cấp 10 cấp 11 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 cấp 14 giật cấp 16 biển động dữ dội Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa, gió là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong chiều và đêm nay.